Hôm nay mưa ăn lòng anh hả? Mưa bắt đầu cái là tôi sực. Tại cái bà đó bà bán lòng rẻ quá đi, bán như cho rồi đó. Người ta bán có 50.000 kg, bà bán tới 90.000 kg. Rồi cha nó bán cho luôn mà. Nó chắc lòng chất lượng. Chất lượng gì tôi thấy lòng vậy tao không thấy chất lượng rồi đó. À, anh tính làm gì á? Luộc chấm muối tiêu thôi chứ làm gì chứ? Chứ lòng chắc xưa chắc toàn luộc không phải không? Luộc. Rồi mình đa số là lòng mà chủ yếu là luộc rồi chấm muối ông cầm tôi cắt cái kìa. Chứ anh ăn cái món lòng sốt tỏi ớt bao giờ chưa? Cái gì? Sốt tỏi ớt. Chưa bao giờ nghe luôn. Và thứ anh chia một nửa thì một nửa luộc và một nửa anh sốt tỏi ớt. Thế nấu xong chắc anh vô anh ăn cơm luôn chứ không phải ăn nhậu nữa. Vậy là tôi làm một nửa đúng không? Lòng sốt gì? Lòng sốt tỏi ớt. Cái là anh luộc, một phần là anh sốt tỏi ớt. Dạ là để nguyên cái không mình hả? Cũng cắt ra bình thường luôn, mình chế biến bài bản đàng hoàng luôn. Ok, để tôi được. Ok, còn cái chế biến thì em sẽ chia sẻ mọi người một món mới nha. Cái luộc hoài ăn cũng chán, lòng sốt tỏi ớt mọi người ăn thử xem sao có ngon nha. Nếu mà ngon thì đăng ký bật chuông cho bọn em nha. Rồi, ok, đầu tiên thì mọi người luộc lòng lên, luộc 50-60% thôi mọi người, không cần phải luộc chín quá đâu. Chờ lòng luộc chúng ta sẽ bắt đầu xay tỏi ớt. Tùy mọi người thích cho một củ cũng được. Này gia vị tỏi thì tùy vào ý thích mọi người thôi. Mọi người thích ăn tỏi nhiều thì mình cho nhiều, thích ăn ít thì cho ít. Nó mưa mà làm cái món này mình lát nữa mà làm xỉ nữa thôi luôn nha. Mà sao lúc này mình đa số là toàn là đồ nhậu không cái ta? Này đồ ăn cơm. Duyên ăn gì á? Này đồ ăn cơm. Ăn cơm à? Không, này đồ nhậu. Vậy ăn cơm nha. Này đồ nhậu. Rồi, anh em tôi sẽ cho một củ tỏi luôn. Để cho nhiều cho nó đậm đà xíu. Rồi, tỏi chúng ta xay lên. Chúng ta bỏ riêng ra một cái chén. Đó. Cái này là ăn cơm nước mắt luôn mọi người. Đù, vậy là ăn cơm chiều nay là không có nhậu nha. Ê, nhỏ lửa lại, nhỏ lửa lại. Một lửa đó, mọi ăn cơm đó. Để nhậu không bền mềm phải ăn cơm chứ. Ăn cơm nó có sức chứ. Này, ăn cơm nước mắt luôn. Rồi, ớt 5-6-7 trái dụng được tùy anh. Cay thì ít gì tự đúng không? Cho nó màu nó đẹp. Cay nữa, này ớt có chỉ thiên mà cay lắm á. Bỏ vô. Tám trái đi. Rồi, ok. Lát nữa ông hình như ông đâu ăn cay đúng không? Không, em ăn cay được, em phải tập ăn cay chứ. Rồi, bỏ vô mình cũng xay lên luôn nha. Này là nhức nách. Rồi. Ok, chúng ta sẽ vớt lòng ra để nguội nha. Rồi, tiếp theo nè. Chú mà để bỏ lên giá. Từ từ cũng làm cái gì cũng chỉ cũng từ từ chứ, hình như là ông đang nôn ăn hay sao ấy, hay bò ông đang đẻ. Đói luôn người. Sốt như thế này chúng ta cần đường, mắm, bột nêm. Tương ớt nữa hả? Tương ớt. Bây giờ nha, anh bắt chảo lên đây. Anh cho đường. Nhiều không? Thì anh canh vừa này được để ngọt quá tầm một muỗng hay nửa muỗng cũng được. Này. Rồi, một muỗng, rồi một muỗng đường vô. Một xíu hả? Rồi, mắm. Mắm có vị đó ha. Ừ. Chứ nó mặn ha. Được chưa? Bột nêm. Ông đó người hồi nữa rồi ăn mặn chát thì đem dục đi nha. Không mà mặn được mà mặn. Đây đây. Rồi. Rồi, anh đã cho em thêm một ít nước vô nữa. Được chưa? Rồi, ok. Bây giờ nha. Anh cho ít dầu vô. Đầu tiên tôi mới thấy là nấu kiểu này đó. Trời đất ơi, thay vì anh bỏ ra ngoài dĩa thì anh bỏ vô đây luôn, không có sao đâu. Đường nào ta phải xào cái dầu trước chứ. Không, xào dầu tí anh đổi nó cũng vậy, không sao hết. Rồi, anh cho một muỗng tương ớt vô. Rồi, bây giờ anh nấu lên. Nó nhỏ lửa đúng không? Ừ, anh nấu lên nó cũng vậy, tại vì em nấu ăn thường xuyên đâu đó hết à. Tại vì mình đâu có phi tỏi ớt đâu mà mình cần phải làm vậy. Khuấy lên đúng không? Ừ. Ông khuấy lên anh cảm giác cho nó sệt. Dầu ra dầu nữa không? Không, tí nó có sôi lên, anh yên tâm đi. Chưa đâu. Dằn. Tại thế á, nếu mà anh cho dầu trước anh nổi lên, anh cho nước cho nó cũng dằn. Ủa rồi. Ủa cũng dằn, thì anh này anh có nước mà nó cũng dằn. Nhỏ lửa lại, nhỏ lửa lại. Rồi, anh cho ớt vô. Ớt vô. Ớt vừa được nha. Ừ. Bố nè. Ừ. Rồi. Ủa bố ớt nhiều không? Rồi bác không sao đâu. Ông đồng ý ăn ớt. Rồi, anh cảm giác giống như là nước sốt banh nó quẹo quẹo là thấy ok rồi đó. Ok rồi, tắt. Rồi, ok. Anh tắt ra đi.
Đó, ok, bây giờ anh bắt đầu anh thái lòng ra nè. Thái lòng đúng không? Ừ. Sốt phải bị ngon mọi người. Cũng mưa tới. Có thì ra lát sao đi 1 triệu ta. Anh không đi để ăn cơm được. Đó mọi người, cắt lòng thằng khúc một khúc ra. Vừa đủ ăn đúng không? Vừa đủ ăn được rồi. Này ăn cơm mà nhức nách. Lòng là lòng gì ta? Lòng da hay lòng non đây? Bà nó bắt kêu là lòng ngon, non ngon lắm luôn á. Lòng ngon hả? Ngon. Lòng ngon nha. Để đi ăn thử xem sao. Mà thử lại. Anh bật lửa lên đi. Nhỏ lửa không? Rồi, anh sẽ bỏ lòng vô anh xào. Để nó sôi nhé. Ừ. Để nó sôi rồi anh sẽ bỏ lòng vô anh xào. Đó thấy không? Nước sốt ra nó quẹo lên rồi thấy không? Cái này ăn cơm là nhức nách luôn mọi người. Rồi anh bỏ vô anh xào. Đó. Xào lên. Chúng ta sẽ cho một ít bột ớt Hàn Quốc vô. Mục đích này để tạo một cái màu đỏ. Màu đỏ đen á. Rồi ok. Tạo ra cái màu của anh chúng ta nó nhìn nó đẹp phát một xíu. Rồi chúng ta bắt đầu nấu lên. Thấy là nó hấp dẫn rồi đó. Mọi người nấu, mọi người cảm giác nó đang hơi khô nước là mọi người bắt đầu mọi người cho tỏi vô luôn. Nó khô nước lại à, ừ. Nước lại đúng không? Ừ. Anh Khải cho tỏi vô là vừa đó anh Khải. Đấy à. Rồi chúng ta cho tỏi vô. Đó. Ta bắt đầu xào lên, thấy cái màu hơi đẹp không? Thêm bớt không? À, đúng anh cho vô luôn đi. Đỏ vô đó, đỏ hết luôn đây. Đó, chúng ta cho hết cái phần còn lại chúng ta vô, tỏi còn lại chúng ta vô luôn. Đó. Đó, mưa quá vậy. Ây da, ây da, mọi người, thấy ai nấu ăn nghe không? Nghe, nghe. Trời đất ơi. Nó ăn cái này chết rồi mọi người, trời đang mưa to rồi mọi người ơi. Không biết mọi người có nghe rõ không chứ giờ đang mưa to rồi. Rồi mọi người nấu cho nó sệt lại và khô lại một xíu nha. Tôi sẽ cạo hết mớ ớt này vô luôn. Cái này là mọi người ăn cơm là nhức nách luôn á mọi người, không tin mọi người lén ăn cơm đi, nhức nách luôn. Đó mọi người bắt đầu nấu cho nó sệt lại nè. Có còn lửa vậy? Như còn. Đó. Đó cho nó sệt lại nè. Cái khâu nêm nếm là mọi người tùy nêm nếm từ khẩu vị của từng vùng miền nha. Chua ngọt gì đó, mặn gì đó tùy. Đó mọi người cứ nấu lên. Chua trời, tôi nhìn hấp dẫn dữ trời. Chính chưa ta? Chính rồi, tại vì chúng ta luộc gần 50% ta nấu cái này là chín nát cú rồi. À luộc ấy cho nó có nó khỏi dai gì. Đúng rồi. Chua trời thơm. Nhức nát. Đó, cái này là ăn cơm là nhức nát luôn á, bới một tô cơm múc này vô trời đất ơi anh Khải ngon lắm anh Khải, đang mưa anh Khải ơi. Xong. Rồi. Rồi đừng có tắt lửa. Ok này. Ok, bây giờ được rồi, mọi người đừng nấu khô quá. Tại vì mình nấu hơi ướt để có nước để mọi người múc cơm ăn, gọi là okay. Có sốt. Tắt lửa. Rồi ok. Bây giờ ăn cơm nhức nát luôn. Ủa. Anh thấy hết luôn rồi hả? Thấy rồi. Thấy hết lòng luôn hả? Hết rồi ngoài. Đây nấu ăn cơm mà anh Khải. Còn nấu mùi nhậu khác mà. Cơm nhậu cũng vậy thôi hả? Thì mình làm khỏi ăn cơm thì mình nhậu. Nhậu uống rượu. Ok, anh ăn thử mọi người xem sao. Trời nhức nách luôn mọi người. Thử nha. Cái này mà ăn cơm là đúng bài luôn. Okay. Sốt nữa. Ừ. Tự nhiên mưa mất hứng. Mất hứng được chưa? Nó vừa ăn đúng không? Ngon. Ăn cơm đúng bài luôn. Rồi cái món này là món dành cho ăn cơm, chứ không phải món dành cho nhậu. Biết gì không? Gì? Nó hơi nhẫn. Ừ. Lòng già bà là bán vàng. Bán vàng. Bán vàng. Chứ lòng đâu phải lòng non đâu. Thì mang người ta trả cho bà. Mình chế biến rồi cho mai mang được. Vậy thôi, để mình ăn, nó ngon thật cái bồ. Ê ngon lắm. Ngon để dành tối ăn cơm ngon bài đó anh Khải. Ngon lắm không? Chù cha. Trời đất ơi. Thiệt nhức nách. Nhức nách luôn. Để ăn xong cũng được lắm. Hơi lạ. Này là ăn không được, nhậu được. Nhậu được không? Đó ok. Vậy ok, chia sẻ nha, bây giờ trời đang mưa. Chắc đi vô nấu cơm. Không mua rượu quên. Mua rượu hả? Nhậu mày luôn hả? Rồi ok nha, em chia sẻ cho mọi người món này nha. Mọi người có thể chế biến món này, mọi người ăn cơm. Em đảm bảo là ăn sạch cơm luôn. Không còn miếng cơm mà luôn á. Rất là ngon. Cứ ăn thử một lần đi cho biết, sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Nhớ đăng ký bật chuông và hẹn gặp lại trong tất cả clip sau nha.